Hello, xin chào các bạn. Hôm nay hãy cùng mình dạo quanh khu bãi cát để tìm kiếm những chiếc xe đồ chơi mới nha. Đi thôi, let's go. Ở đây mình tìm thấy một chiếc xe tải rồi bạn. Một chiếc xe tải màu đỏ rất là đẹp luôn. Kiểu dáng rất là lạ luôn nha các bạn. Wow. Rồi, cùng mình đi tiếp nha các bạn. Ở trong cái bụi cây này mình thấy có cái đầu xe gì ló ra nè bạn. Xe container các bạn ơi, màu vàng xanh rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ cho xe container chạy thử nha. Wow, động cơ rất là mướt luôn các bạn ơi. Ở trong cái ống nước này mình thấy cái đuôi xe nè, để mình kéo qua coi là xe gì nha các bạn. Một em xe hang, xe hang màu xanh hồng. Xe này mình có thể xúc đất đồ được luôn nha các bạn. Đây, mình có thể di chuyển theo ý mình để mình xúc đất nha. Xịn sò các bạn ơi. Em hết về nhà mình chơi nha. Ôi, ở đây có một nguyên một dàn xe luôn rồi các bạn. Mình phát hiện một dàn xe luôn. Có xe cẩu, xe trộn, bê tông đó nè mấy bạn. Để mình khám phá từng chiếc nha. Mình sẽ khám phá chiếc xe cẩu này trước nha. Xe cẩu có 3 màu, màu xanh, màu vàng, màu hồng đó các bạn. Đây mình sẽ múc cát thử nha. Múc được rất là nhiều cát luôn nha mấy bạn. Rồi mình đem về mình xúc cát mình chơi nha. Còn đây mình thấy có cái bồn nè bạn. Cái bồn xe trộn bây giờ mình sẽ gắn vào nha các bạn. Rồi xong rồi nè mấy bạn, mình đã gắn hoàn thành chiếc xe trộn bê tông rồi nè. Cái bồn rất là bự, có thể chứa được rất là nhiều bê tông trong đây luôn nha. Biển số xe là 32656. Rồi bây giờ mình sẽ cho xe trộn chạy thử nha. Trộn này cái bánh nó bị lỗi rồi mấy bạn ơi, nó bị hư hỏng rồi. Bánh trước nó bị hư rồi. Bây giờ mình sẽ đem về rồi mình sửa, mình chạy sau nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình thấy có cái bồn bự nè mấy bạn. Cái bồn của xe trộn bê tông cũng lông. Bây giờ mình sẽ gắn nó vô luôn nha. Mấy cái bồn này rất là dễ gắn luôn các bạn. Xe rất là dễ gắn vô luôn nha. Đậu cũng lông siêu ngầu luôn mấy bạn ơi. Có 3 sừng luôn nha. Sừng sò chưa mấy bạn. Nó có màu đỏ, màu xanh, màu trắng. Cái sừng nó màu vàng mấy bạn. Tổng cộng 4 màu nha. Đèn nhanh rồi đầy đủ mấy bạn. Tin tin tin. Ở đây thì mình còn có một chiếc xe cẩu khác nữa nè mấy bạn. Bự hơn chiếc hồi nãy một xíu nha. Xúc được nhiều khác hơn nha mấy bạn. Màu cam rất là bắt mắt luôn. Đây nó có cái đồ điều khiển nữa các bạn. Mình sẽ điều khiển để mình xúc cát đó. Bên hông này có chú tài xế nha. Ông cầm lái nha các bạn. Rồi mình đem về mình xúc cát mình chơi nha. Sắp đầy sò của các bạn ơi. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đẹp luôn á. Đây mình phát hiện thêm một chiếc xe cần cẩu luôn nha mấy bạn. Cần cẩu màu cam vàng. Cần cẩu nó nằm đằng sau, đằng trước nó có đầu vịt rất là cute luôn nha. Nhỏ nhỏ xinh xinh đó các bạn. Ôi, ở trong cái lu này mình phát hiện có mấy chiếc xe nè mấy bạn ơi. Ai làm rơi ở đây nữa mấy bạn. Mình sẽ xem coi là xe gì mình đem hết về nhà mình chơi nha các bạn. Ở đây mình thấy có chiếc xe trộn nè, trộn bê tông mini nha các bạn. Có 3 màu, màu xanh dương, màu hồng. Cái bồn màu xanh ngọc. Rất là đẹp luôn nha. Còn đây một em xe tải ben. Đằng sau đó mình có thể chứa được rất là nhiều thứ như đây luôn nha các bạn. Màu xanh vàng. Xe tải này chạy không được xa các bạn ơi. Bây giờ mình đem về mình sửa, mình cho nó chạy một xíu nha các bạn. Đây có một chiếc xe bồn nữa nè các bạn. Xe bồn màu đỏ xám đó các bạn ơi. Cái bồn này mình cũng có thể chứa nước được nha. Xe nhỏ mà có 6 bánh luôn nha các bạn. Màu rất là xịn luôn. Rồi mình đem hết về nhà mình chơi nha. Hôm nay mình tìm thấy được đầy sọc xe mình chơi nữa các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.